Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Xin được kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn một ngày mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Thưa quý vị, thưa các bạn, đau nhức xương khớp là vấn đề sức khỏe phổ biến mà nhiều người cao tuổi thường gặp phải. Thường thì sử dụng thuốc Tây y bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm nhưng hay gây ra tác dụng phụ. Vì thế, video hôm nay xin được bật mí tới quý vị và các bạn một bài thuốc cực kỳ hay giúp đẩy lùi đau nhức xương khớp từ vỏ chanh. Quả là ngạc nhiên thú vị phải không nào? Liệu rằng vỏ của loại quả bé nhỏ và quen thuộc này có công dụng tuyệt vời tới bệnh xương khớp hay không? Hãy cùng chúng tôi theo dõi trong video hôm nay nhé! Đau nhức xương khớp sẽ bị đẩy lùi chỉ với một ít vỏ chanh. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chanh không những mang tới nhiều lợi ích cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng được xem như một loại dược liệu quý với tác dụng không thua kém gì các loại thuốc Tây y. Các đặc tính chữa bệnh từ vỏ chanh đã được phát hiện từ thế kỷ thứ 18 và được sử dụng rộng rãi như một biện pháp trị liệu tự nhiên đến tận ngày hôm nay. Một trong những tác dụng thần kỳ của vỏ chanh là điều trị chứng đau nhức xương khớp. Và ngay bây giờ, cô bác hãy bỏ túi 4 phương pháp chữa đau khớp đơn giản bằng vỏ chanh mà Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. 1. Vỏ chanh ngâm dầu ô liu. Đây là hỗn hợp có tác dụng rất tốt trong việc giúp cô bác đẩy lùi những cơn đau khớp mỗi khi chúng tái phát. Cách làm hỗn hợp này cũng rất đơn giản. Cô bác hãy chuẩn bị từ 2 đến 3 quả chanh tươi và khoảng 100ml dầu ô liu. Đầu tiên, cô bác hãy dùng nước muối loãng để ngâm chanh trong 5 phút. Sau đó, cô bác hãy rửa chanh bằng nước sạch rồi để cho ráo nước. Tiếp đến, cô bác hãy bóc vỏ chanh rồi dùng dao thái nhỏ chúng thành những miếng có kích thước khoảng 2-3cm. Làm như vậy sẽ giúp tinh dầu và vitamin có trong vỏ chanh dễ tiết ra khi cô bác ngâm. Tiếp theo, cô bác hãy cho số vỏ chanh này vào một cái lọ thủy tinh rồi cho dầu ô liu vào. Hãy đậy nắp thật chặt và cất cái lọ này ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng 2 tuần. Sau đó, cô bác có thể sử dụng hỗn hợp này để thoa được rồi. Mỗi lần thoa, cô bác hãy dùng một miếng gạc y tế hoặc một miếng vải sạch nhúng vào trong loại dầu này. Sau đó, cô bác hãy đặt miếng gạc vào những vùng xương khớp bị đau nhức và cố định bằng một lớp băng bên ngoài. Cô bác cứ giữ yên như vậy trong khoảng 4 giờ đồng hồ là được. Hãy thực hiện cách này vào ban đêm trước khi cô bác đi ngủ. Với cách làm này, cô bác sẽ thấy cơn đau của mình thuyên giảm nhanh chóng. Nếu thực hiện đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần thì những cơn đau khớp sẽ không còn quấy rầy cô bác nữa. Mỗi lọ chanh ngâm dầu ô liu có thể được dùng trong khoảng 6 tháng. Nếu dùng không hết, cô bác hãy bỏ đi và làm lọ khác để dùng. Trong vỏ chanh có chứa tinh dầu và các chất kháng viêm cực mạnh giúp giảm đau hiệu quả. Do đó, vỏ chanh hoàn toàn có khả năng chữa các chứng đau nhức xương khớp. Dầu ô liu cũng là một loại dầu có tính kháng viêm cực mạnh nhờ có chứa một hợp chất gọi là oleocanthal. Do vậy, việc kết hợp vỏ chanh với dầu ô liu là một sự lựa chọn hoàn hảo để cô bác chữa đau nhức xương khớp mà không gây tốn kém. 2. Đắp vỏ chanh. Đây là cách làm tương đối đơn giản và dễ thực hiện. Cô bác chỉ cần rửa sạch một quả chanh rồi bao lấy phần vỏ của chúng. Cô bác lưu ý là không nên để phần cùi màu trắng nằm kế lớp vỏ chanh dính vào lúc cô bác bào. Sau khi bào xong, cô bác hãy lấy toàn bộ số vỏ chanh đó thoa lên vùng khớp bị đau nhức. Sau đó, cô bác hãy dùng băng gạc cố định lại để vỏ chanh không bị rơi. Cô bác hãy giữ như vậy trong khoảng 2-3 giờ đồng hồ là có thể tháo ra. 3. Uống nước vỏ chanh. Với cách làm này, cô bác hãy chuẩn bị một quả chanh, sau đó đem đi rửa sạch rồi gọt lấy khoảng 10-20g vỏ. Tiếp đến, cô bác hãy cho một lượng nước vừa đủ vào số vỏ chanh này và đun sôi chừng 5-7 phút. Cuối cùng, cô bác hãy để nước nguội và uống như bình thường. Nếu không thích vị đắng của vỏ chanh, cô bác có thể đem cho thêm một ít mật ong vào khi nước còn nóng. Thêm mật ong vào cũng là cách làm giảm viêm và giảm đau khớp rất hiệu quả. Bởi lẽ trong mật ong có nhiều hoạt chất có tác dụng làm lành vết thương, giảm sưng đau, tấy đỏ ở các vùng của cơ thể. Sử dụng mật ong sẽ hỗ trợ điều trị viêm khớp rất hữu hiệu, đặc biệt khi tình trạng bệnh kéo dài và khó điều trị. 4. Đắp vỏ chanh nóng. Cô bác hãy lấy phần vỏ chanh chín vàng đem đi hấp nóng lên. Khi vỏ chanh đã nguội bớt đi chút ít, cô bác hãy áp chúng vào khu vực bị đau nhức và cố định lại bằng băng gạc. Hãy để như vậy trong vài giờ.
Sau đó, cô bác hãy tiếp tục hấp nóng vỏ chanh và đắp lên vùng bị đau nhức thêm một lần nữa. Vỏ chanh được hơ nóng sẽ giúp mạch máu tại khu vực bị đau nhức giãn ra, từ đó làm tăng tuần hoàn máu và giải phóng các chất gây đau tại ổ viêm. Đồng thời, việc hơ nóng cũng làm cho những hoạt chất từ vỏ chanh thẩm thấu qua da, tác động vào vùng bị đau và phát huy tác dụng giảm đau, chống viêm tốt hơn. Tuy nhiên, với cách làm này, cô bác cần lưu ý nhiệt độ của vỏ chanh. Không nên để vỏ chanh quá nóng vào vùng bị đau rồi quấn lại. Vì như vậy rất dễ gây bỏng cô bác nhé. Cách chọn chanh không bị nhiễm độc. Vì trên đây đều là những bài thuốc sử dụng vỏ chanh nên cô bác cần lưu ý chọn chanh cho thật kỹ. Phải tuyệt đối tránh việc sử dụng những quả chanh vẫn còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, chanh đã bị dập nát hoặc hư hỏng. Vì khi đó tác dụng chữa bệnh của vỏ chanh không những không có mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cô bác. Khi mua chanh, cô bác hãy ngửi thử mùi hương của chúng. Nếu chanh có mùi thơm nhẹ vốn có thì đó là chanh tươi. Còn nếu chanh có mùi hắc, nồng, gây khó chịu thì đó chính là những quả chanh có chứa hóa chất hoặc bị phun thuốc trước khi hái. Cô bác cũng nên lưu ý kích thước của quả chanh. Thay vì chọn những quả chanh to, hãy chọn những quả chanh có kích thước vừa phải nhưng cầm nặng tay. Chanh có kích thước quá lớn thường được sử dụng nhiều thuốc kích thích tăng trưởng. Còn chanh có kích thước quá nhỏ rất có thể là chanh còn non. Khi sử dụng sẽ có vị đắng và không chứa đủ dưỡng chất cần thiết. Ngoài ra, cô bác cũng nên quan sát màu sắc của chanh. Cô bác không nên mua những quả chanh có màu xanh xỉn hoặc đã xuất hiện các đốm vàng nhạt trên vỏ. Bởi đây là những quả chanh đã được thu hoạch từ lâu và không còn tươi ngon. Cô bác nên chọn những quả chanh có màu xanh sáng và không xuất hiện nấm mốc. Cuối cùng, cô bác cũng nên lưu ý đến nguồn gốc của chanh. Quá trình canh tác là yếu tố quyết định xem chanh có bị nhiễm độc hay không. Vì thế, cô bác nên lựa chọn những quả chanh có ghi rõ nguồn gốc để đảm bảo chanh không bị trồng ở khu vực nhiễm độc. Khi mua chanh về, cô bác nên bảo quản chanh đúng cách để chanh không bị hư hỏng. Trước khi cất giữ, cô bác hãy rửa sạch chanh với nước để loại bỏ những tạp chất và bụi bẩn bám trên chanh. Sau đó, cô bác hãy để chanh ráo nước rồi dùng giấy báo hoặc màng bọc thực phẩm quấn kín từng quả chanh lại. Sau cùng, cô bác hãy cho chanh vào túi ni lông và cất giữ ở ngăn mát tủ lạnh. Trước khi sử dụng, đừng quên rửa chanh lại một lần nữa. Ngoài ra, nếu cô bác đã bị viêm khớp lâu năm thì những bài thuốc từ vỏ chanh chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị cho cô bác. Cô bác chỉ cần kết hợp những bài thuốc này với hướng dẫn của thầy thuốc để đạt được kết quả điều trị tốt nhất của bác nhé. Người bị đau xương khớp nên lưu ý điều gì? Tránh tăng cân nhiều với tốc độ nhanh là điều đầu tiên mà cô bác nên lưu ý. Khi cơ thể cô bác béo lên nhanh chóng, các khớp xương của cô bác sẽ hứng chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể, nhất là vùng khớp lưng, khớp háng, khớp gối và khớp bàn chân. Điều này sẽ khiến tình trạng đau nhức của cô bác thêm trầm trọng. Không mang vác vật nặng là điều tiếp theo mà cô bác nên tránh. Việc mang vác vật nặng có thể dẫn đến tổn thương khớp, từ đó gây ra đau nhức. Tình hình sẽ xấu hơn khi những tổn thương nhỏ phát triển lớn hơn trên bề mặt sụn khớp dẫn đến thoái hóa khớp. Đau xương khớp thường trở nặng vào mùa lạnh, vì vậy cô bác cần có một số biện pháp khắc phục các triệu chứng của bệnh như tắm nước ấm từ 15 đến 20 phút với những phần xương khớp bị đau, nghỉ ngơi hợp lý và giảm vận động để tránh áp lực cho khớp. Tuy nhiên, cô bác cũng nên tránh việc ngồi hoặc nằm ở một tư thế quá lâu vì điều này có thể làm tê cứng các khớp và gây đau mỏi. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên có một chế độ vận động và tập luyện xương khớp nhẹ nhàng, hợp lý. Điều này sẽ giúp việc lưu thông máu và khí huyết được tốt hơn, từ đó tăng cường lượng máu đi nuôi dưỡng các khớp xương. Các bài tập nhẹ nhàng như yoga, thái cực quyền, dưỡng sinh, bơi lội, đi bộ, đạp xe vừa có tác dụng giảm đau, vừa cải thiện chức năng khớp và giúp ngăn ngừa bệnh thoái hóa xương khớp đấy cô bác ạ. Thay vì sử dụng thuốc tây thì giờ đây cô bác đã có thể sử dụng vỏ chanh để làm giảm các cơn đau nhức xương khớp. Có thể nói đây vừa là phương thuốc không hề đắt đỏ, lại vừa an toàn cho sức khỏe mà cô bác có thể áp dụng ngay tại nhà. Nếu cô bác hay bất kỳ người thân nào trong gia đình đang mắc phải chứng bệnh này, hãy áp dụng ngay những bài thuốc này nhé. Chắc chắn cô bác sẽ bất ngờ với hiệu quả mà chúng mang lại. Video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo.